Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Channel. Thì các bạn ơi, thì hôm nay mình đang sở hữu một chiếc xe, nói chung là chiếc xe Master Yamaha đó các bạn ơi, xe chính hãng nhưng mà nó là hai thì, đời cổ nè quý vị. Đó, xe là cổ. Ôi chào anh chàng đẹp trai. Đó, lên chiếc xe hai thì chạy cảm giác sao anh ơi? Đã không? Hay quá. Điềm phải không? Thôi anh chạy lạng vòng cho quý vị coi coi. Nó quá đã quý vị ơi. Nó cái tiếng nó kêu giống như chiếc xì bò vậy các bạn. Đó là đời gin của nó luôn đó các bạn ơi. Cục máy còn rất là mạnh, rất là êm nha. Này không đủ tuổi mình có thể chạy được không? Dạ được anh. Không đủ tuổi chạy được dạ. Cần bằng lái không xe này nè? Không anh ơi. Không cần bằng lái luôn phải không? Xe này học sinh chạy là nhiều đạn luôn nha quý vị. Xe này nói chung là số sườn, số máy, bản số hợp lệ luôn đó quý vị ơi. Cục máy này là cục máy theo xe luôn chứ không phải là cục máy độ gì chân nha quý vị. Có cái bô này là bô độ nè quý vị ơi. Đó, bô độ. Đây là gắn cái phục này, phục gì á? Gắt xin phải không? Để tiếng Nhật không phải. Tiếng Nhật hả? Tiếng Nhật là phục gì ta? Phục Nhật ấy. Tiếng Nhật mà. Ừ. Phải phục Nhật không? Coi kỹ lại giùm anh cái. Phục Sumrasin. Sumrasin phục của Thái. Sumrasin. Ủa tiếng Nhật mà sao của Thái? Chắc em tại vì em không biết cái chữ. Tại vì cái chữ này nó giống như chữ Nhật nè, rồi ở dưới nè. Bây giờ mình không biết thì mình đừng có nói nha. Ừ. Thôi giờ mình quay cho quý vị. Cái này là mới vừa tháp cái khúc sau vô nè quý vị ơi. Nó của nó là không có cái khúc sau nên tháp vô để mình chống nước nè quý vị. Chưa gắn đèn gì hết. Nó chưa gắn đèn lái vô nè. Biển số thì mới ép lại. Đó. Mới tháp vô đang gắn cái yên vô nè. Lúc trước là có một anh chàng kia là anh chạy đó là không có cái yên sau, bây giờ mới tháp vô. Thì tháp vô cái dàn nước vô. Đó. Còn nói chung là số sườn số máy xe hợp lệ hết. Xe này hợp lệ bao tranh chấp luôn nha quý vị. Là bao công an luôn. Nói chung là chiếc xe này em mới sở hữu, em cũng lần đầu em thấy nó luôn đó quý vị. Hai thì học sinh có thể là đi học được luôn. Đó, đèn đó. Có kẹn không? Không, không có kẹn luôn hả? Bây giờ nói chung là bây giờ là mình có thể là dọn cỡ khoảng bao lâu nữa mới xong chiếc xe này? Cái đó thì em không biết, tùy theo nó có độ thì dọn nhanh thôi. Giờ mình kiếm đồ từ từ hả? Dạ kiếm đồ từ từ chứ đồ này hiếm quá. Hiếm à. Đó, bây giờ em có thể em quay chiếc xe lại rồi em chạy chậm chậm cái anh đi theo anh quay cho quý vị xem cái độ mạnh của nó. Hai thì nổ tí nữa hỏi ông thợ thử nó phân xăng pha nhớt cái gì. Đá vò lên. Đó, quá đã quý vị ơi. Thôi, xe này cho anh hỏi là nó là xăng pha nhớt hay là nó pha nhớt tự động? Nó pha nhớt tự động anh. À vậy là nó đâu dở yên lên anh coi thử coi. Xăng riêng nhớt riêng. Nó có cái bình bình nhớt nó riêng rồi bình xăng riêng hay là sao cho anh xem cái. Bình xăng này là riêng. Còn bình xăng riêng, nhớt là pha tự động. Pha tự động ha. Rồi em có thể xuống lộ rồi test thử giùm anh cái luôn nha. Rồi, đạp lên đi. Đó, đạp rất nhảy nha, đạp nhẹ cái chạy à. Nói chung là chưa làm xong nên chưa có báo giá được quý vị ơi. À, đợi. Wow, cái tiếng máy rất là giòn quá đã quý vị ơi. Cái khói nó như chiếc xì bò vậy đó quý vị. Hai thì khói nó như xì bò vậy đó. Mình để khói, để nhớt thơm vô chạy rất là thơm. Đó, quá đã ha. Đó. Hey, cái quên hỏi nữa, xe này nó 4 số hay là 5 số? Dạ nó 3 số anh. 3 số hả? 3 số. Tới không luôn. 3 số tới. Nó có số vòng lại không hay là mình trả lại? Không, nó anh đặt hết số rồi anh trả ngược lại. À, trả ngược lại. Nó
em mà để mình quay, mình đứng xa mình quay cho anh em. Ủa sao em làm cái tiếng nó nhỏ lại vậy? À bệnh cái tiếng cô hả? Ờ hôm qua anh thấy em chạy em nói là không nóng là sao ta? Giờ đường điện nó còn không? Đường điện thì còn chỉ đèn thôi, còn còn lại tại vì nó không có đề. Với lại nhà anh người ta cũng báo cho anh cho em mới làm được nhiêu đây à? À mới làm được nhiêu đó quay cho quý vị xem luôn ha. Đó, nói chung là chiếc xe này chưa có hoàn thành quý vị ơi, mình làm có thể là thời gian có thể vài bữa nữa mới hoàn thành. Bây giờ là chỉ quay cho quý vị xem. À, quay cho quý vị xem là cũng như ra mắt đó quý vị. À, anh em nào mà như thích cái chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này thì đợi vài ngày nữa nha, đợi vài ngày nữa mua cho con em mình đi học, mấy đứa mà mới lớn đó quý vị, nhỏ mà chắc gặp chiếc này chắc mê chết luôn á, nó như chạy như xe bò gì đó quý vị. Vài bữa nữa em sơn lại hết chân toàn bộ xe, em làm cho khi nào mà hoàn thành hết em sẽ sơn lại toàn bộ chiếc xe này. Bây giờ mình chỉ ra mắt giới thiệu cho quý vị xem thôi. Đó. Ê, cái bô này là cái bô theo xe luôn hay là mình chế? Cái bô này là em đậu lại cho nó thôi. Đậu lại ha. Dạ. Ê, cái này là... mình có thể gắn cái bô spoiler vô được không? Dạ được, nhưng mà nó hơi dài, mình không chế lại cho nó cột lại giống. Rồi cái tiếng nổ nó giống như spoiler không? Chắc không nghe. Chắc. Nó rồi. Giống nhưng mà cái tiếng của nó không thanh bằng xì bo, tại vì xì bo nồng lớn hơn. Cái tốc độ của nó được cỡ khoảng nhiêu km trên giờ? Mình chạy hết tốc luôn á. 60 đến 70 rồi hết. À tại vì xe nồng 50 à. Dạ. À. 60-70 là cũng được rồi, con em mình đi học chạy vậy là cũng được rồi. Còn mình muốn độ lại thì lên nồng lên gì đó gắn đồ cái xì bo vô. Xe quái lạ quá. Ở cái sườn này cái sườn gin đó, sườn chế ta. Cái sườn này là gin của nó nè. Gin không? Dạ gin của nó. Cái này. Rồi khúc nào chế thôi chỉ cho anh cái. Khúc đây là lấy của cánh nén qua. Khúc cánh nén gắn vô hả? Chứ tôi của nó em coi trên mạng là thấy cái đầu vuông nó dài như cái 70. À, đầu vuông còn này mình chế vô chơi thôi. Dạ. Rồi giờ mình có thể mình mua được cái đầu vuông đó mình gắn vô không ta? Dạ mua có thì mình sơn đồ luôn rồi là hoàn thành là 5 ngày là sẽ gắn nhan rồi đèn kèn đồ gắn cho hoàn thành chiếc xe trơn rồi em mới giao lưu nha quý vị. Đó. Rồi đảo vòng nữa cái nữa mình kết thúc clip luôn em ơi, test cái nữa coi.
nên nó đã cây. Rồi, xịt khói luôn thấy không? Quá đã. Đù, quá đã quá gì ơi. Xe có 3 số à. Đó, đèn cũng sáng nha. Rồi, kết thúc. Chào quý vị đi em ơi. Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại.